lớp hát kỷ niệm 40 năm ra trường. À thế à. Đây là lớp trưởng đây. Lớp trưởng mà hôm ấy cứ ra ôm cổ cô, bảo cô có nhận ra ai không? À. Đây là lớp trưởng của cô đấy. Đã nghỉ hưu gần 20 năm nay, nhưng vợ chồng thầy giáo Hoàng Mai Định vẫn thường xem lại những bức ảnh cũ chụp cùng học sinh để đoán tên từng cô cậu học trò như một cách để nhớ lại kỷ niệm những ngày đứng lớp. Đứng trên bục giảng, thầy Định và vợ đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, những năm tháng dạy học thời chiến, nhất là giai đoạn chống Mỹ, vất vả không kể xiết, đối với thầy Định dường như chỉ mới hôm qua. Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1962 và được nhà nước phân công về dạy ở trường cấp 3 Xuân Đình. Tôi ra trường mới có 20 tuổi, tròn 40 năm công tác ở Xuân Đình. Trong cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ thì cái việc dạy và việc học hết sức là khó khăn. Không thể học tập trung một chỗ như thời bình được mà buộc phải sơ tán đi nhiều nơi. Máy bay địch mà xu hướng đến Hà Nội, cách Hà Nội một khoảng bao nhiêu cây số đấy, thì bắt đầu là loa phát và đồng thời có còi báo động của toàn thành phố. Các học sinh đang học ở trong lớp thì cũng hoặc là chui tụt xuống cái hầm ngay dưới chân mình. Thế rồi các người đi đường thế này cũng đều phải dừng lại. Nếu mà có hầm trú ẩn thì nhảy xuống hầm trú ẩn, hoặc nếu không thì cũng phải nhảy xuống rãnh các hai bên đường. Và trong một cái giờ buổi học thế này thì cũng đôi ba lần là cứ phải như thế. Với đồng lương ít ỏi thời bao cấp, cô Nguyễn Thị Được phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Thế nhưng vẫn chưa một lần hai vợ chồng cô có ý nghĩ từ bỏ công việc thiêng liêng với bục giảng viên phấn. Cảm ơn cái cuộc đời đã đưa cô đến với nghề giáo, mặc dù có những năm tháng vất vả lắm. Cảm động bây giờ nghĩ lại mà sao mà lòng dân quý thế. Là thầy giáo, cô giáo ăn gạo hầm, nuôi con nhỏ thì ăn kiểu gì. Dân sang nhìn mà thế này mà nấu cho con ăn à. Sang tôi lấy gạo về, không dám, không ăn được các bác ạ. Cho đến lúc mà dân đưa sang, dứt khoát không lấy. Họ mang giá sang, họ bảo cho tôi vay ít gạo. Sững sờ ra, bảo tại sao nông dân sang vay mình gạo. Gạo này các bác không ăn được đâu. Không, tôi hết gạo rồi, không xoay kịp cho tôi vay. Họ nói đến thế thì phải lấy ra. Lấy ra về sau mới hiểu được lòng dân. Họ giả vờ vay để họ gạ giả mình gạo ngon để nấu cháo cho con. Sao mà người dân họ lòng tốt thế. Đúng là tình cảm thực sự của dân. Tôi nhớ lại là chỉ duy nhất một cái giai đoạn, đó là cái giai đoạn tháng 12 năm 72, khi mà ném bom ác liệt và liên tục ở Hà Nội, thì buộc lúc bây giờ là cả thầy cả trò đều phải nghỉ. Đến bây giờ ấy thì nó lại có cái khó khăn về cái chuyện là dạy, nhưng mà cứ phải cách bức dạy online, thì cái đó là nó sẽ hạn chế rất nhiều cái hiệu quả. Nhiều lúc cứ nói rằng giá tài có một cuộc đời khác mà phải chọn cái nghề gì thì tôi vẫn chọn cái nghề dạy học. Chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, già đi cùng biết bao thế hệ học trò, đối với người thầy, người cô đã dành trọn 40 năm cống hiến thì hai chữ nhà giáo thiêng liêng, và đó là sự lựa chọn họ chưa bao giờ hối hận.